Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn phần mềm học tiếng Anh dành cho thiếu nhi tên là Monkey Union. Đầu tiên các bạn vào Google, mình search từ khóa là Monkey Union ha. Mình sẽ vào trang web monkeyunion.vn này. Ở đây các bạn sẽ tải cái phần mềm tương ứng với cái máy tính hoặc cái điện thoại của các bạn đây ha. Nếu mình dùng iPhone thì mình chọn iOS, dùng điện thoại Android thì mình chọn Android, chạy Windows thì mình chọn Windows, MacBook thì mình chọn macOS đây ha. Ok, sau đó các bạn nhấn vào nút tải bản cài đặt đầy đủ tại đây. Thì sau khi cài đặt vào máy tính, mình sẽ mở cái phần mềm nó lên. Monkey Union ha. Đây, phần mềm nó sẽ cho bạn dùng thử 6 bài học đầu tiên miễn phí ha. Thì các bạn có thể chọn các ngôn ngữ ở đây: tiếng Anh Mỹ, tiếng Việt giọng Nam, tiếng Anh Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt giọng Bắc, tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha ở đây ha. Các bạn có thể học tất cả ngôn ngữ ở đây. Và tương lai nó sẽ còn nhiều thứ tiếng nữa để các bạn chọn học ha. Ok. Đó, thì để sử dụng trọn gói cái phần mềm này, các bạn sẽ mua mã kích hoạt trên trang web ha. Mình sẽ vào website của mình khi nhận mình vào bảng giá mình xem. Đó, thì bên dưới này nó có ba gói để các bạn chọn. Đó, thì gói một cấp độ thì mình chỉ chọn học được 360 bài thôi ha. Toàn bộ ngôn ngữ thì mình sẽ học toàn bộ một cái ngôn ngữ. Tất cả ngôn ngữ thì các bạn sẽ được học tất cả ngôn ngữ trong cái phần mềm này. Đó. Thì bên dưới này có mã giới thiệu, các bạn sẽ nhập mã giới thiệu của mình vào đây ha. Tủ sách vàng để ủng hộ mình đi cà phê đây. Sau đó nhấn vào nút kiểm tra. Đó. Ok. Rồi mình sẽ mua ngay ha. Ở đây các bạn có thể thanh toán bằng cách thu tiền tận nơi hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, hoặc thanh toán online bằng thẻ ATM hoặc thẻ Visa đây ha. Ok. Sau khi có mã kích hoạt thì các bạn sẽ vào phần mềm. Mình nhấp vào nút bánh răng đây và mình nhập cái license key ở đây. Các bạn sẽ nhập cái license key vào đây ha, sau đó nhấn vào nút OK. Đó. Thì ở đây mình đã kích hoạt cái phần mềm này rồi và mình có thể sử dụng được tất cả ngôn ngữ đây ha. Ok. Đó, thì mỗi ngôn ngữ nó sẽ có 3 cấp độ, từ dễ, trung bình và nâng cao. Đó, các bạn có thể học theo 3 cấp độ này. Mỗi cấp độ nó sẽ có nhiều khóa học khác nhau ha. Và mỗi khóa học các bạn sẽ tải về và mình tiến hành học ngôn ngữ ở đây. Các bạn có thể hướng dẫn con em mình học bằng phần mềm này. Ok. Rồi, vậy là video kết thúc ở đây. Các bạn thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.